Da ngăm và trái xoan thì đề cái góc gì? Thực ra mà trái xoan chưa bao giờ là vấn đề về cái nét đẹp truyền thống của người châu Á, kể cả nam hay cả nữ đều là ok hết. Còn đối với người phương Tây thì có thể là nó sẽ có cảm giác là nó hơi mềm mại và hơi yếu yếu một chút. Về vấn đề mặt thì anh em để kiểu tóc gì cũng được, thích để kiểu tóc gì thì chơi kiểu tóc đấy thôi. Tóc nó có vấn đề gì thì mình xử lý. Đấy, những cái kiểu tóc hot nhất hiện nay, ví dụ như là những kiểu tóc ngắn có những kiểu Ivy League cái gì đó, crop gì đó. Những kiểu tóc dài thì sai pass này vẫn ok, middle pass hay là những kiểu layer anh em thích uốn xoăn sóng hay là để kiểu tự nhiên tỉa mái nó thưa thưa nhẹ nhẹ một chút mềm mại đấy, đều chơi được hết. Xung quanh có thể là để xanh thôi hoặc là để bám dài tóc buông chìa đi ép sai nó vào, nói chung là nó không khó, mình cứ thay đổi đi thôi. Cái vấn đề chúng ta cần phải bàn ở đây đó là cái da ngăm. Đấy thì nếu như mà da ngăm do gen, tức là bố mẹ anh em cũng có cái nước da nó ngăm, đấy thì cái điều này là không thể thay đổi được. Còn cái da ngăm mà do thời tiết, do môi trường đấy mà nó làm da mình bị ngăm ấy thì mình cải thiện nó đi. Đấy, cái cải thiện như nào thì anh em phải tự biết cách. Đấy, còn trong cái trường hợp mà da ngăm mà nó đã gọi là do gen rồi thì lúc này anh em thường nghĩ tới là cái việc nhuộm tóc. Đấy thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Nó sẽ có hai cái kiểu. Một ấy, nếu như mà anh em không thích nhuộm tóc ấy thì anh em cứ để nguyên cái màu đen như thế đi. Tức là mình chấp nhận là mình đen, là mình đã đen rồi và mình cũng chơi luôn màu đen như thế nếu như mình không thích nhuộm. Để mình lấy chính cái điểm yếu của mình làm cái sự khác biệt xung quanh. Anh em hiểu ý mình nói không? Tức là xung quanh mọi người thì ai có ai cũng ngước đến một cái da trắng này nọ đúng không? Anh em không cần phải như thế. Anh em có một cái nét đẹp riêng, có một cái bản sắc riêng của mình. Nếu như mà anh em có tầm nhìn cũng như là anh em có cái sự hiểu biết nhé. Còn trong cái trường hợp mà anh em nghĩ rằng anh em muốn nhuộm để mà cải thiện cái hình ảnh của mình hơn ấy, hay là muốn thay đổi gì đó thì anh em nên nhuộm những cái màu kiểu tẩy tóc, những cái màu kiểu màu vàng sáng hay là những cái màu trắng hẳn luôn nhé. Giống như cầu thủ Richard Wilson anh em có thể thấy. Đấy, cái đầu của anh ta lúc nào cũng trong cái tình trạng gọi là trắng trắng ở trên đầu ấy. Thì là anh này cũng có một cái nước da ngăm theo kiểu Brazil đúng không? Đấy và lúc nào cũng thế, tẩy bên trên tức là nó là một cái điểm nhấn luôn. Đấy thì anh em nhuộm màu như thế thì nó sẽ có một cái sự phong cách, có một cái sự gọi là ăn chơi hơn. Thì nếu như mà chúng ta tránh những cái màu kiểu kiểu như màu màu đỏ đỏ hay màu nâu nâu, màu vàng vàng ấy, anh em không nên nhuộm những màu như thế. Nếu như mà anh em nhuộm những màu như thế thì nói thật là nhìn mình cứ nói thẳng luôn, có cái cảm giác nhìn nó bẩn bẩn, nó không đẹp. Tóm lại anh em nào gặp những trường hợp kiểu kiểu như bạn này, tức là anh em có một cái khuôn mặt trái xoan mà cân đối rồi thì anh em đừng lo lắng về kiểu tóc, anh em để kiểu tóc gì cũng được, kể cả nó đầu cua. Đấy, còn trong cái trường hợp mà anh em muốn cải thiện màu ấy, thì anh em nên nhuộm những màu sáng hẳn luôn nhé, đừng nhuộm những màu kiểu bình thường hoặc là để đen luôn. Cảm ơn anh em.